xin chào các bạn. Hôm nay Jenny xin chia sẻ là món chả giò. Chả giò thì có rất nhiều cách để làm ngon, nhưng hôm nay mình sẽ làm chả giò rất là đơn giản. Nhân bên trong thì có hương vị thơm ngon và đặc biệt. Chiên như thế nào để có màu vàng nâu đẹp mắt? Mình làm chả giò nhân rất là đơn giản, chỉ có thịt xay và tôm. Thì rau củ quả thì mình có khoai môn, cà rốt, nấm mèo với lại bún tàu và củ hành. Thịt xay này thì mình mua người ta xay sẵn ở ngoài chợ, thì nó có một tí xíu mỡ. Tôm thì mình cắt hạt lựu. Phần bánh tráng thì mình mua hiệu này. Khoai môn, cà rốt với củ hành thì mình thái sợi. Rồi nấm mèo thì mình cắt nhỏ ra. Bây giờ Jenny đi trộn nhân. Thì mình cho thịt, tôm, tất cả rau củ quả vô trong thau. Thì sau đó thì mình mới nêm gia vị. Này bún tàu nó hơi dài quá cho nên trên thì cắt nhỏ nhỏ ra cho nó ngắn lại. Jenny sẽ cho vô đây 2 muỗng canh bột nêm gà. Nhà Jenny xài bột nêm gà hiệu này của Đại Hàng. Mình cho thêm 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng canh đường cát. Mình sẽ cho vô đây 1 muỗng canh tiêu. Nhưng mà mình thích ăn tiêu này nhiều cho nên mình bỏ nó hơi nhiều một tí. Phần nguyên liệu gia vị nêm nếm xin mời các bạn xem dưới phần mô tả nha. Mình sang quả tô này để một tí cho nó dễ lấy. Lúc mình cuốn bánh thì mình đừng có lấy nhân nhiều quá nha các bạn. Để cho một tí nữa mình chiên thì nó sẽ dễ chín hơn. Ở đây Jenny dùng một cái trứng gà để dán bánh. Lúc mình chiên thì nó không có bị bung ra.
homework, yeah. But it's about like how hard the homework is. So the home the already hard class? I have like two hard classes that I don't like, but like that's. Well, could you add with or have? We know. No, because we work on different degrees. Kui's on like a science degree with like chemistry. I am on a computer science degree. I was taking a chemistry class last year. Yeah. Last semester. So I was able to ask him for help there, but like now, no. Did you get A last year? A's last semester, yes. Oh. We have you anything? Yeah. Last semester, yes. This semester, I don't know. He doesn't know anything but like the things I would like to know. If I'm taking like say statistics, which I am, then he only doesn't have the knowledge of like statistics. Oh. Have you talked to him lately? Yeah. So he busy still? He's always busy. He told me he took only one class this year. Two. Just because it's two classes doesn't mean that he's not like busy. Like it's graduate school. Plus he has like a job. Or a job in school.